Bí mật về thế giới phù thủy thời xa xưa. Phù thủy được biết đến là những con người bí ẩn, sở hữu năng lực kỳ bí mà đến khoa học cũng không thể lý giải nổi. Những câu chuyện về phù thủy khiến người dân ở nhiều nước châu Âu khoảng 500 năm trước vừa nể trọng lại vừa khiếp sợ. Những ghi chép sớm nhất về phù thủy được tìm thấy trong kinh thánh kể về câu chuyện của vua Sauler. Vị vua này đã tìm kiếm một thầy phù thủy để giúp ông ta có thể hồi sinh người đã mất. Đến thế kỷ 15, phù thủy xuất hiện ở nhiều nơi tại châu Âu là những người được dân chúng nể trọng vì họ đã giúp người dân xua đuổi tà ma, chữa lành bệnh tật, đọc thần chú giúp người dân có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Họ được xem là những phù thủy tốt bụng. Tuy nhiên, khi những hiện tượng đen đủi khó giải thích xảy ra thì phù thủy cũng chính là những người phải hứng chịu những sự ngờ vực đến từ người dân. Họ được cho là hung thủ gây ra những vụ mất tích hay những vụ án mạng bí ẩn. Thời kỳ này tại châu Âu cũng liên tục xảy ra những thảm cảnh không mong muốn như dịch bệnh, thiên tai, mất mùa. Dần dần, từ những suy đoán vô căn cứ, người dân bắt đầu nghi kỵ rồi quy kết tất cả mọi tội lỗi về những điều xui rủi trên cho phù thủy. Lúc này, nhiều quốc gia ở châu Âu đã thực hiện những chiến dịch săn lùng phù thủy và hầu hết những người bị buộc tội đều bị xử tử, đánh dấu chấm hết cho thời đại của phù thủy.